Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, liên quan tới chiến dịch bãi nhiệm các dân cử gốc Việt ở thành phố Westminster, ngày hôm nay Phố Bosa TV sẽ có buổi nói chuyện với ông Hoàng Kiều, là người có thể nói là người tài trợ chính cho chiến dịch bãi nhiệm này. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Xin chào ông Hoàng Kiều ạ. Xin chào anh Vũ Hoàng Linh. Thứ nhất, trước khi nói là để nói cho rõ ràng, bởi vì tôi nghe trong cái cuộc vừa qua, ông gì tiên tri vũ trụ cái gì đó tôi quên tên rồi, ông nói là kêu Vũ Hoàng Lân là Lân Đồng Trọc, cái đó là không phải Hoàng Kiều, cái đó là do những người mà nếu Lân không tin thì coi vô trong những cái bài mà mình viết, Lân viết về chẳng hạn như là thách đố biểu tình hay thách đố cái này cái kia, là những người kêu Lân là Lân Đồng Trọc mà Hoàng Kiều là Hoàng Kiều cũng đầu trọc luôn, trọc phú luôn, trọc phú Hoàng Kiều là cộng sản. Đó, thành thử nhớ đấy nghe, tôi giải thích lại một lần nữa. Và tôi hôm nay tôi gửi lời chào hết tất cả các bạn. Tất nhiên khi mà của TV Bosa lên thì tất nhiên là có cái đồng minh, tất nhiên là phải có tất cả những cái khác của các bạn bè đều lên. Và tôi cũng rất vui là cho Lân biết là coi như bây giờ các bạn không tin thì cái tên mở lên YouTube mà coi, mở YouTube là coi có cái nào cũng có cái video nào của Vũ Hoàng Lân là đều Phố Bosa TV đều là embed trên đó hết. Thôi thì bây giờ mình bắt đầu câu chuyện. Cảm ơn ông, đặc biệt là cảm ơn ông cho cái việc nói về cái vấn đề xưng danh, cách gọi. Thì thật ra đối với chúng tôi thì tùy theo người đối diện, cách gọi nào cũng được, miễn là một lần nữa cứ vẫn nói đó là được việc thì thôi. Xin cảm ơn ông. Bắt đầu ngay vào câu hỏi. Thưa ông Hoàng Kiều, câu hỏi đầu tiên là ông là người tài trợ chính cho chiến dịch bãi nhiệm ba dân cử ở thành phố Westminster. Ông có thể cho biết cập nhật tình hình hiện nay liên quan tới cuộc bãi nhiệm này. Một cách cụ thể là phía bãi nhiệm đã thu thập được khoảng bao nhiêu chữ ký, sẽ tiếp tục lấy thêm chữ ký cho tới hết thời hạn hay là sẽ ngưng? Bao giờ dự định sẽ nộp cho phía văn phòng cơ quan bầu cử quận Cam, thưa ông? Vâng, thì xin thưa quý bạn cũng như anh Lân là ông Đê Gia La là cố vấn chính trị đã lo cái chương trình này. Mà tôi thú thiệt với các bạn, tôi chẳng biết ai với ai hết. Bởi vì chúng tôi rất nhiều người, tổ chức chúng tôi hỗn hợp gồm cái nghìn người mà tôi không biết ai là ai hết. Nói thật như vậy. Và ông Đê, ông cũng chỉ biết được những cái người mà mấu chốt thôi, cũng như các bạn thấy. Ngoài ra chỉ có ở tại cái một vài cái chợ, cái đó tôi không biết cái tổ chức đó chắc là của United Westminster. Chúng tôi là một bộ phận, United Westminster một phần, và có rất nhiều bộ phận khác. Có thể có cả 1.000 người, nhưng mà chẳng ai biết cả. À, cũng như ông của Hoàng Lân, có khi nào ông được cái người của tôi tới để viếng ông và nhờ ông ký dùng cho tôi đâu? Ông đừng có ký vô nghe chưa, ký vô là không hợp lệ, bởi vì ông phỏng vấn tôi. Theo cái hợp đồng mà thưa các bạn cũng như của Hoàng Lân là cái hợp đồng tôi ký với ông Đêm á, là tôi sẽ có đủ 12.000 chữ ký cho mỗi vị. Hiện giờ theo cái tiên đoán của các nơi khác nhau, chẳng hạn như bên ông tiến sĩ gì đó, rồi bên ông Hùng, rất nhiều cái người này nói tới Đoàn Trọng là nói 9.000 tới 10.000. Tôi nói thật quý vị là tôi chưa được biết con số chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì như tôi lặp lại một lần nữa là tôi có cả nghìn người đi thâu tập chữ ký. Và hiện tại chúng tôi cũng đã mailer, tất nhiên mail đi 30.000 cái mailer gửi đi. Và hy vọng cuối tuần này sẽ nhận được cái hồi âm. Chúng tôi sẽ thâu tập cái chữ ký theo cái nguyện vọng của tôi, theo cái ước tính của tôi. Tôi muốn thâu thập chữ ký cho tới được 20.000 cái chữ ký cho mỗi vị. Tất nhiên là chiếm số 100% của cái người đi bầu, của cái người đi bầu. Và trong cái đó là tỷ lệ là 50% của 40.000 người mà đi đò ở tại đó. Sở dĩ thay như vậy là bởi vì chúng tôi mong mỏi các bạn. Và chúng tôi, đây là một cái dịp để mình đi bầu, cái dịp mình để mình record và sau đó mình đi bầu cho những người nào mà có cái tài đức, những người nào mà để làm cái cứu vãn cái danh dự của người Việt Nam chúng ta đã bị mất mát rất nhiều và đã bị
cái danh dự quá 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 mất mát. Vì vậy tôi cứ yêu cầu các bạn. À, còn về cái vấn đề ông hỏi tầm bảng hiệu ngoài những cái kế hoạch, tầm bảng hiệu thì như thế nào? Tôi nói tấm bảng hiệu thì bị dỡ hết rồi, à, cờ vàng ba chục đỏ cũng dỡ hết rồi, à, và 30.000 cái Miller đã gửi đến cuối tuần này sẽ lên trong tuần này. Đương nhiên cái lên truyền thông, cái chiến dịch hiệu nghiệm nhất là nhớ đấy, Vũ Quang Linh cũng như các bạn, tôi nói các bạn đây và tôi nói có bị thái giám luôn, là cái Rita. À, bởi vì người này nói qua người này, người này nói qua người này, cái đó là một cái khác. Và đương nhiên tôi cũng cảm ơn Vũ Quang Linh, cũng cảm ơn tất cả các bạn, là nhất là cái tông giới truyền thông và các đài truyền hình, đã đương nhiên nhờ cái sự hỗ lực của sự hỗ trợ của anh em truyền thông, nhất là để mình cho nói, có nói tiếng nói như các anh, và tôi đã nói rồi, chẳng hạn như bên bất cứ cái đài nào cũng cho họ tiếng nói, cũng cho tôi tiếng nói, cũng như Vũ Hoàng Lân sẽ cho người nên ngồi lên dưới nóng. Tôi là cái người ngồi đầu tiên, nhưng mà tôi chưa thấy cái người nào ngồi kế tiếp. Rồi, bây giờ cái cuộc chúng tôi sẽ quyết định là cái gì coi sẽ kéo dài để quý vị có cái thì giờ đi ghi danh bầu cử. Bởi vì sao? Cái lá phiếu của quý vị rất quan trọng vì ghi danh lý trời. Hoàng Kiều muốn các quý vị cho chữ ký thật nhiều để nói lên cái nỗi phẫn nộ của chúng ta đối với tam nhân lợi dụng chống cộng để đập, coi như để bóp họng bóp hầu của người dân. Vì vậy các bạn hãy nghe đây, cái tiếng nói kêu gọi của tôi đến 7.000 người ở tại cái Microsoft Theater. And I need each one of you, because in Westminster we have about 40,000 voters, registered voters, and last vote only 20,000. And I want each one of you to give me 8 people, okay? Can you do that? Big, three things, one more, can you do that? Okay. Okay, thank you for all of your support, okay? Remember, united we stand, divided we fall. Regardless Republican or Democrat, we love our country. We want to work for our country, for the people, because people and our people. Thank you, all of you. Okay. No, thôi, đừng người Việt nói anh đại diện được rồi, anh chửi cho thích bà, dám gì, không có cần đại diện người Việt nữa. Bây giờ tôi hỏi lại nè. Có cho tôi được đủ không? 40.000 cái chữ kia không? Đủ không? La to lên, la to lên trước. Ê, bên kia kìa. Bên này. Rồi, thôi xin cảm ơn. Rồi, bây giờ. Thưa ông, trước khi có câu hỏi kế tiếp thì cũng nói cho rõ như cái ý hồi nãy ông nói rằng là sự giúp đỡ của phía truyền thông đó, thì trong vai trò của các cơ quan truyền thông thì cũng như mọi cơ quan truyền thông khác, Formosa TV tạo điều kiện cho tất cả các tiếng nói về mọi phía liên quan tới cái vấn đề bãi nhiệm cũng như những vấn đề khác, thưa ông. Câu hỏi kế tiếp muốn đặt ra với ông là ông đã từng nói rằng là ông tài trợ cho chiến dịch bãi nhiệm vì ông thấy rằng nhóm đa số ba người ở trong thành phố Westminster đã làm lũng đoạn thành phố. Như vậy thì giả sử nếu mà bãi nhiệm thành công thì làm sao có thể bảo đảm được rằng những người sẽ thay thế sẽ không tiếp tục lũng đoạn trong thành phố, vì vốn là chính trị thì khó nói trước. Nếu có sự lũng đoạn đó xảy ra đối với những người mới đó, và sẽ có cái cuộc bãi nhiệm khác nữa đối với những người mới nữa, thì liệu ông còn có tiếp tục tài trợ nữa hay không, thưa ông? Nguyễn Lân và cũng như các bạn, giả sử cái bãi nhiệm thành công, tại sao là giả thử của Hoàng Lân? Bây giờ đã có đủ chữ ký rồi, tại sao còn phải giả thử? Thứ nhất, thứ hai, tôi cam kết rằng và bảo đảm rằng những người thay thế sẽ học được cái bài học và sẽ không lũng đoạn, áp bức và đe dọa người dân.
đè dưới búa như búa của thái giám tại Tây. Những ai mà làm mất danh dự của người Việt Nam ở trên Mỹ, trên thế giới và ngay ở Việt Nam, dùng cái chiêu bài chống cộng sản để bị dân, đều sẽ bị trừng phạt bãi nhiệm. Vì vậy khi chọn một người đại diện cho bạn rất quan trọng, phải bảo đảm người đó không trở cờ và phản bội như cái Tam Nhân Bang. Hãy nghe những gì bà Roy nói sau cái cuộc này. Đương nhiên tôi sẽ tiếp tục tài trợ, dầu có tốn cả hàng trăm triệu đô la, để chặn đứng cái nạn lộng quyền bóp cò, bóp cổ, bóp họng của người dân. Hãy nghe đây nè, hãy nghe cái bà Roy nói nè. Xin chào quý vị đã đến tìm 5 phút. Bây giờ là gần nửa đêm thứ hai ngày 24 tháng 6 2019 giờ California. Chúng tôi mời quý vị nghe bản tin sau đây. Đó là các nghị viên gốc Việt bị bà cựu thị trưởng Westminster chỉ trích. Trong phiên họp khẩn cấp hội đồng thành phố Westminster chiều thứ tư ngày 19 tháng 6 vừa qua, hiện diện trong buổi họp có 4 trong 5 thành viên của hội đồng là thị trưởng Tạ Đức Chí, phó thị trưởng Kimberly Hồ, nghị viên Charlie Chí Nguyễn và nghị viên Tài Đỗ. Vắng mặt trong buổi họp là nghị viên Sergio Contreras, người duy nhất không là gốc Việt. Đề tài của buổi họp khẩn cấp này là để đưa ra một thông báo xác minh thành phố Westminster không chính thức là thành phố Hồ Chí Minh, như một nghị viên đã viết châm biếm trên Facebook. Trong khoảng 30 cư dân ghi danh để phát biểu trước hội đồng đã có bà Marjorie Rice, cựu thị trưởng của thành phố Westminster trong nhiều năm. Năm nay bà đã 90 tuổi, vẫn còn làm việc cho chính quyền thành phố trong ban giám đốc khu vệ sinh Midway City. Nhân dịp dự buổi họp này, bà đã phê phán ba nghị viên bị xem là đã phe đảng với nhau. Bài phát biểu của bà Marjorie Rice dành cho từng nghị viên gốc Việt có mặt trong hội đồng hôm đó đã có nội dung như sau. Bà nói: "Tôi đã nghe nhiều cuộc nói chuyện, bênh vực cũng như chỉ trích, và tôi phải nói điều này với thị trưởng Tạ Đức Chí. Tôi đã từng ủng hộ anh hoàn toàn và anh biết rõ điều đó. Trong 6 năm, anh là một trong những nghị viên thành phố giỏi giang nhất mà tôi đã làm việc với khi tôi giữ chức thị trưởng. Nhưng anh đã thay đổi. Khi Tyler Diệp gia nhập hội đồng thì thái độ thông thường đó của tôi đối với anh đã thay đổi. Tôi không còn ủng hộ anh nữa. Tôi rất xin lỗi về điều này, nhưng tôi không thể ủng hộ anh như trước. Về phần Charlie Nguyễn, tôi đã ủng hộ anh hoàn toàn để anh được vào hội đồng thành phố. Anh đã hứa rằng anh sẽ đại diện hết tất cả mọi cư dân của Westminster. Tôi từng nghĩ rằng anh sẽ bỏ phiếu khác đi và sẽ mang đến sự minh bạch cho hội đồng này. Anh có quyền đề cử bất cứ ai mà anh muốn và chính quyền thành phố, và anh có quyền trong lĩnh vực đó, như tôi đã từng đề cử con gái của tôi, và tôi đã thực hiện một cách minh bạch ngay trước mặt hội đồng, và hội đồng của tôi đã bỏ phiếu chấp thuận. Tôi đã không làm điều đó một cách lén lút, và tôi không nghĩ anh muốn làm chuyện đó một cách lén lút. Tôi nghĩ là anh đã làm vậy và không làm một cách công khai. Và tôi muốn cho cô Kimberly Hồ biết là tôi đã không bỏ phiếu cho cô, và tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho cô. Tôi nghĩ rằng cô nói một đằng nhưng làm một nẻo. Cô làm theo anh Tyler Diệp khi anh còn là nghị viên. Cô không đi đến một quyết định. Cho đến khi anh Tyler Diệp bỏ phiếu thì cô biết mình sẽ bỏ phiếu như thế nào. Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ về điều đó, và cô không đáng có mặt trong hội đồng này. Cô không đại diện cho những cư dân Westminster. Theo thiện ý của tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho cô. Tôi đã không bỏ phiếu cho anh Tài Đỗ, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho anh trong tương lai. Tôi đã từng cố gắng làm như anh đã làm, khi tôi tìm cách đưa một chuyên viên tư vấn đến dạy cho hội đồng thành phố biết cách phục vụ người dân. Tôi nghĩ là anh đã nói điều đó một cách nghĩa mai, rằng nếu hội đồng chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ bị người dân hồi phiếu. Tôi đoán là anh muốn nói điều đó. Tôi hy vọng là anh muốn nói như vậy. Tôi thấy chuyện gì đang xảy ra cho thành phố của chúng ta thật là kinh hoàng. Cá nhân tôi thì tôi không phải lúc nào cũng là một thị trưởng tốt. Tôi đã từng làm những điều sai lầm, nhưng tôi biết tôi sai, và tôi đã mau chóng lên tiếng công nhận rằng tôi đã làm sai.
Tôi hy vọng thị trưởng Tạ Đức Chí cũng sẽ làm như vậy như tôi. Tôi cảm thấy rất kinh hoàng trước nhóm ba người quý vị. Tôi rất tức giận trước những gì quý vị đã gây ra cho thành phố của chúng ta. Tôi đã là cư dân của thành phố này trong suốt 62 năm và tôi quyết chí tranh đấu cho thành phố của chúng ta được tự do và quý vị sẽ không thống trị chúng tôi. Đến đây chúng tôi xin kính chúc quý vị được một ngày an lành, một đêm an lành ở bất cứ nơi nào quý vị đang sống. Xin bấm subscribe và giúp kênh của chúng tôi được tiếp tục trên YouTube. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đấy, quý vị đã nghe bà Rice. Nhớ nghe, Hoàng Triệu phải là dân Westminster. 62 năm chịu đựng, có được không? Và bà ta đã nói gì? Cái nào đâu cũng phải Hoàng Kiều nói nghe. Và anh Lân nhớ nè, và kêu tất cả mọi người dân ở dưới Westminster, đó là bà Rice đã sống 62 năm rồi, bà không thể chịu đựng được. Vì vậy khi dân chúng họ mới recall, những cái hành động của ba bộ ba này đều do bà ta rạch đỏ, rạch đỏ. Bà ta không bầu cho tài đổ, nhưng mà tài đổ cũng thắng. Bây giờ bà ta có cái hy vọng là để cho tài đổ vô trong cái hội đồng thành phố này để dẹp tan cái đám này, cái đám ba này. Vì vậy tôi mới là thưa ông Hoàng Kiều, ông đã rất là nhiều lần phản đối người khác chụp mũ ông là cộng sản, như là cái livestream mới đây trong mấy ngày qua ông cũng đã nói rất nhiều lần. Tuy nhiên trong một cái video đăng trên kênh YouTube của chính ông, YouTube Hoàng Kiều, có tựa đề ghi rất rõ là Tạ Đức Chí là cộng sản khi trao bằng cho Ngô Thanh Vân, không có quốc kỳ Việt Nam. Trong khi ông không muốn người khác chụp mũ ông là cộng sản thì ông ghi một cái dòng như vậy trên trang YouTube của ông. Ông như vậy thì ông có thực sự tin rằng là thị trưởng Tạ Đức Chí là cộng sản hay không? Hay là ông chỉ muốn sử dụng chính chiêu thức của những người đối phương tấn công ông khi mà họ chụp mũ ông là cộng sản thì ông đánh ngược lại bằng chính cái chiêu thức đó, thưa ông? Tôi không cần phải biết là cộng sản hay không cộng sản, nhưng mà tôi căn cứ vào cái nghị quyết 36 để đánh tôi. Tôi nói trước rồi, tôi nói cho cái 36 để đánh tôi. Thì tôi hỏi quý vị đây, cái cờ vàng ba sọc đỏ đâu? Cái cờ này là cái cờ gì vậy anh Lân? Tôi chẳng biết, chắc cái cờ của thành phố, còn cái cờ kia của cờ Mỹ. Thế thì tôi hỏi cờ vàng ba sọc đỏ ở đâu, có vi phạm cái nghị quyết của 36 của thành phố Westminster không? Bởi vậy tôi mới làm cho bốn câu thơ nè, nhớ các bạn nhớ nè, và rất nổi tiếng là bởi vì người Mỹ người ta cũng đã dịch ra trong cái cuộc họp hội đồng vừa rồi, người ta nói đây là một cái hành động mà bị ổi, một cái hành động mà coi như là làm cái mất cái danh dự của người ta. Thanh Vân ơi hỡi Thanh Vân, ngai vàng sụp đổ không còn cùng hoa, đêm bảy ngày ba ra vô cũng trễ, nhờ vậy mới tàn đời ta. Bây giờ tôi hỏi đây, thấy chưa, bên này cái cờ vàng ba sọc đỏ ở đâu? Tôi là Việt Cộng đây nè, thấy chưa, thấy chưa, tôi Việt Cộng đây nè, tôi đứng với cái cờ múa liềm nè, cái cờ đôi sao đỏ nè, thấy đâu? Tôi hỏi ông cái cờ ba vàng ba sọc đỏ đâu? Tôi chỉ biết như vậy thôi, tôi chỉ biết như vậy thôi. Còn đi phải đứng dưới lá cờ của búa liều, của cờ đỏ sao vàng cộng sản, theo cái nguyện viết qua đó là thành cộng sản ngay liền lập tức, phải không? Anh Lân theo tôi cộng sản này nè. Thế thì phải ông đứng. Thế thì khi ông nói rằng là ai chụp mũ ông là cộng sản, ông sẽ kiện 17 triệu. Đúng rồi, tên nào mà bảo tôi là cộng sản là ít nhất 17 triệu, cũng như Dominic Phạm, Nguyễn Huy đó. Mà tôi đi vô cái vấn đề đó thì rồi. Bây giờ tôi nói cho nghe, còn cái thái giám Tạ Đức Chí với Ngô Thanh Vân, chụp hình với Ngô Thanh Vân thì chỉ có cái cờ Mỹ ở đằng sau và một cái cờ chắc là của thành, cái này chắc cờ gì đây, cái cờ gì vậy anh Vũ Hoàng Lân? Cờ thành phố Westminster phải không? Thế đâu phải cái cờ này, đâu phải cờ tiểu bang California, chắc là thành phố Westminster phải chưa? Cái cờ Mỹ kia đằng sau kìa, đứng kế bên Ngô Thanh Vân kìa, chứ đâu có cờ vàng ba sọc đỏ. Vì cái lý do đó tôi mới nói rồi, đó là cái vấn đề đối với cái này. Bây giờ anh còn cái câu hỏi gì kế tiếp? Dạ vâng, có thưa ông. Trong một buổi họp của hội đồng thành phố Westminster thì luật sư của thành phố cho biết là thành phố sẽ gửi thư
đến để yêu cầu ông rút lại phát biểu vừa rồi, tức là phát biểu trên cái trang trên cái kênh YouTube của ông rằng là thị trưởng Tạ Đức Chí là cộng sản và phải công khai xin lỗi thị trưởng. Ông đã nhận được cái lá thư từ thành phố Westminster hay chưa chưa ông thưa ông? Và ông cho biết ý kiến của ông. Tôi nhờ Ngô Kỷ nghe, tôi nhờ gì đó coi quên. Michael Đạt, Michael không phải Khải Đào phỏng vấn Ngô Kỷ tôi mới biết được, chứ còn tôi đâu biết đâu. Nhưng mà để cái vấn đề đó tôi từ từ tôi đi qua sao, tôi chưa nhận được, giờ này tôi chưa nhận được thơ của tôi, rồi tôi cho luật sư tôi ngày hôm qua tôi đã cho lên đến video liền và tôi cho lại, tôi phản pháo này, tôi cho luật sư của tôi gửi video đây nè. Tôi hỏi nè, thái giám Tạ Đức Chí không cộng sản mà cai trị dân Hồng còn độc ác tàn nhẫn hơn cộng sản này, tôi chứng minh cho bà coi. Khi nói xấu Ngô Kỷ thì thái giám Tạ Đức Chí đập búa miệng cấm nói, khi nói xấu nghị viên tài đổ thì không đập búa khóa miệng người dân, hãy nghe tiếng nói của dân này nè. Bà này phải là cộng sản nói là chỉ tài đó. Khi mà người ta nói đối chất là không ăn thì cũng là phản đối ông gọi búa ông ngừng, nhưng mà khi mà nói xấu tài đó thì ông không có can thiệp. Bà nói là khi nào thì hội đồng thành phố ra có quyền đi bôi nhỏ lẫn nhau, tức là theo luật Mỹ thì có quyền chỉ trích những người dân cử nhưng mà không có quyền đánh giá những người công dân khác. Bà nói rằng là sao vậy, bà không chấp nhận những gì ông làm, nếu mà ông không muốn bày thì bãi gì mà thì ông nên làm những cái chuyện tốt đẹp hơn. Rồi bây giờ các bạn nghe chưa, nghe cái người dân người ta nói nè, nhớ nhớ dân người dân Mỹ trắng nha, nghe đây nè, chứ ông thái giám Tạ Đức Chí nè, đây nè, khóa miệng đứa nào chống đối là khóa miệng, bóp miệng như vậy đó, cai trị còn tàn nhẫn hơn cái độc ác hơn là cộng sản. Tôi cho nghe cái nữa nè, đây thấy chưa, trời ơi bây giờ tôi đâu có biết thành phố gửi tờ cho tôi yêu cầu rút lại cái lời phát biểu cho rằng thái giám Tạ Trí là cộng sản và phải công sai xin lỗi ông ta, xin lỗi đi để coi ai xin lỗi ai, mà tôi cũng phải xin lỗi ấy. Đừng có nói trời nữa, tôi bỏ tù, đừng có giỡn với tôi thiến, tôi nói một lần nữa, tôi thiến cu thiến giái, cắt lưỡi luôn, nhổ hàm răng luôn, để không có gì hết. Tôi nói như vậy thôi, khóa miệng đây để tôi chứng minh. Tố cáo tiến sĩ Phạm Kim Long làm phim với Việt Cộng, tố cáo của tiến sĩ Phạm Kim Long là ông này có làm phim với Việt Cộng và với Ngô Thanh Vân, liền bị búa tạ đập liền. Đấy chưa? Các bạn thấy không? Tôi đứng bên cờ vàng ba sọc đỏ là quên cờ ông có cái bên cờ vàng ba sọc đỏ, ông có cái búa không thôi, cho tôi đứng phía bên với cộng sản đó nghe, có cái cờ cái liềm với cái búa nữa, tôi nói cho mà nghe, liền bị đập búa liền. Bây giờ tôi mới nhớ cái phim này nha, của Hoàng Lanh. Cái chuyện này tôi sẽ đi điều tra coi thử. Có lần ông ta kêu tôi và Cao Kiều Trinh kêu tôi để Hùng làm phim, thì tôi không biết cái phim nào, nhưng mà cái này nó cũng có dính tiếu tới cái phim với Ngô Thanh Vân. May quá Thanh Vân ơi, bởi Thanh Vân mà ngai vàng sụp đổ không còn bùng hoa. Thì bây giờ các bạn hãy nghe đây nè, nghe cái tiếng búa nè, tiếng búa của ông thái giám Tạ Đức Chí nè, nghe đi. Bây giờ ông và bà ông ký con tác làm phim với Việt Cộng. Now, given your wife signed a contract to make a film with the communists. I looked up to Long Bob. I know that he's not. He got tired of being a person alive because it's too late. I'm just going to pack this away. Ha ha! Ha ha! Các bạn nghe tiếng búa không? Tiếng búa đập không? Bùm bùm bùm! Nè, chị này vô trong tuồng mà đập, nghe chưa? Tôi nói cho nghe. Rồi, bây giờ rồi cái bây giờ tôi đã từ tôi nói cho các bạn nghe, đe dọa tầm trọng nhất là khi đòi Hoàng Kiều rút lời xin lỗi thái giám Tạ Đức Chí, xin lỗi đi, xin lỗi đi, tôi vô trong tù tôi xin lỗi. Rồi tôi giờ này tôi nói cho các bạn nghe, giờ này đó toàn là xạo, toàn là dọa dẫm,
toàn là đe dọa người dân, toàn là đưa những cái tin coi như là Hoàng Kiều nổ, Hoàng Kiều chỉ là nói thôi không làm, để rồi đe dọa người dân. Cái lúc nào cũng vậy. Tôi dạy cho một bài học đấy, tôi rất ngạc nhiên, giờ này tôi vẫn chưa đặng nhiều trong cái thơ làng nghe chưa. Thái giám Ngô Kỷ, bây giờ tôi nói trong cái video này ngon lành á, Thái giám Ngô Kỷ là kêu như cái ông mà cố vấn chính trị á, hai ông Trần Nhật Phong và ông Ngô Kỷ. Ngô Kỷ hết kêu Hoàng Kiều bằng thằng rồi. Rồi, cái cách thái giám tôi mới nói nè, ông nói có tiền thì làm gì cũng được, có tiền mua tiên cũng được này, nghe ông Ngô Kỷ nè, chứ còn phỏng vấn nè. Chấn động mới xảy ra, chúng ta bắt buộc phải mời ông Ngô Kỷ đến đây để có một buổi nói chuyện. Xin mời ông Ngô Kỷ có lời bắt đầu chương trình. Ngô Kỷ chào các bạn, anh chị trên toàn thế giới, đặc biệt là Việt Nam, chào anh chị đạo. Vâng, là tôi tránh ông khải đạo, tại vì tôi không muốn mang cái họa cho ông ta. Rồi vì tôi mà ông ta bị chửi bới, rồi bị chê trách này nọ. Tuy nhiên bữa nay thì ông ăn mặt gấu rồi sao ông đưa tôi lên, thì đó là trách nhiệm ông khởi đạo chứ không phải trách nhiệm của tôi thường đi anh chị. Khá xa cái lý do là tại sao vậy? Dạ vâng thưa ông, khải sướng thoát quá, đúng ra hồi nãy phải chụp hình cái text message đúng không ạ, để mà share nó ra. Chứ bây giờ là khải cái máy để stream mất rồi, thành ra không có thể mà đọc nguyên bản cho anh được. Cái gì? Nhưng mà thưa anh, tại vì cái chuyện này nó có liên quan đến anh. Tức là bây giờ đó, Khải và một vài nhà truyền độc lập đã nhận được một cái gọi là cái text message từ cái nhóm của tỷ phú Hoàng Kiều. Và coi như là trong đó ông ta thông báo là ông ta đã nhận được cái thơ hay là cái đơn kiện của thành phố Westminster. Nhưng mà ngược lại, ông ta cũng đã mướn luật sư và chuẩn bị kiện thành phố Westminster. Không những kiện thành phố Westminster mà còn kiện 20 thái giám đồng bọn. Thì không biết anh nghĩ sao là 20 thái giám đó, thì anh nghe nói nhiều rồi, anh nghĩ là đó có ai, hay cùng anh nghĩ sao về cái thông báo này? Thứ nhất, trước khi tôi trả lời đó, thì để có cái thông tin chính thức mà nó official đó, thì anh nói là ông trong cái test mà ông gửi hồi nãy, tôi có ngồi, tôi có nghe anh Vũ Hoàng Lâm cũng có đọc. Và anh cũng có đó, không phải là công việc ngay bây giờ tại công show chiếu hình cho khán giả thấy được không, nhưng mà chắc chắn là chiếu sao có thể chung ra bằng chứng cho quý vị. Thì ông gửi ông nói ông Hoàng Kiều đó, và ông có nói là ông có nhận được thư bên thành phố chưa, gửi tổng chưa? Hình như mình không xua phải không? Không nhớ phải không? Dạ, bởi vậy Thầy mới nói là đúng ra Thầy phải chụp hình. Nhưng mà trên tinh thần là cái chính mà Thầy muốn hỏi là ông nói là ông đã mướn luật sư. Đã mướn rồi. Dạ, và sẽ kiện, con cho đã kiện, đang kiện thành phố Washington và 20 thái giám. Thì đấy không còn là tin dịch nữa, anh nhớ lần trước đúng không ạ? Là khi mà chúng tôi con bon thì nhiều người nghĩ là cái chuyện này là chỉ là hù dọa nó lại thôi, nhưng mà bây giờ trên tinh thần là đây là một cái thông cáo báo chí nội bộ, tức là ông thay vì như họp báo để mà thông báo cho tất cả các cơ quan truyền thông báo chí, thì bây giờ ông thông báo nội bộ cho một vài những cái cơ quan truyền thông độc lập mà ông có quen biết đó. Thì anh nghĩ sao về cái thông tin này? Thì cứ dựa theo, tại vì tôi không có chữa chính xác, tôi đã cứ dựa theo lời hồi nãy có đọc không? Dạ có. Thì bây giờ ông không kiện thì em có tiền trong kiện thôi, còn cái chuyện mà ông kiện được hay không là một chuyện khác nữa. Thì ok, các bạn nghe chưa? Để ông đã cho là ông này Ngô Kỷ này, các bạn nghe không? Mỗi lần mà trong thành phố mà ông thái giám tạ tí á, mỗi lần có cái gì nói nó động tới ông Kỷ là bum 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 đập búa. Vậy thì nhân đây ông có thể xác minh luôn cái thông tin đó thưa ông, cái thông tin liên quan tới cái việc là có kiện hay không. Thì bây giờ để từ cho nghe, mỗi lần đá động tới Trần Nhật Phong hay Ngô Kỷ là đập búa. Rồi bây giờ tôi cũng rất ngạc nhiên lắm khi mà ông Khải Đào ông nói là
có cái gì đó Ngô Kỷ đã coi như là chắc cũng nhờ nghe Ngô Kỷ nói là à, thành phố Westminster gửi thơ cho tôi xin lỗi các bạn, chưa có bao giờ tôi nhận được một cái thành phố cái Westminster. Đó là một cái chiến thuật, một chiến thuật nói láo. Cái đám này tôi thiến hết, chẳng những thiến mà nhổ răng cắt lưỡi luôn. Tôi nói cho mày nghe, để tôi nói cho mày nghe, cái vấn đề đó là một cái vấn đề đe dọa một cách trầm trọng. Bây giờ tôi không nói nữa, tôi đi qua cái mục đích khác, đó là cái ông Ngô Kỷ. Rồi bây giờ để tôi nói cho hết, để cho Vũ Hoàng Lân cho tới, mình qua một cái khác. Rồi đây, hãy đây này, bây giờ cái lá thư thành phố này khi anh hỏi tôi thì để tôi giải thích. Đây nè, tôi đã có cái bằng chứng là Vietta Media. Cái này là của Vietta, là của ông Kit Phan, chứ không phải của gì đó ai đâu. Tỷ phú Hoàng Kiều chuẩn bị nhận đơn của thành phố Westminster. Billionaire Hoàng Kiều prepare to receive a lawsuit from Westminster City. Cái này đã có dịch ra rồi đó. Speaker là Ngô Kỷ với Kit Phan. Ngày 13, tôi chờ giờ tay tới không biết có giờ này bao nhiêu rồi mà chưa nhận được cái gì hết. Bữa nay hăm mấy rồi? Bữa nay hăm mấy rồi? 28 rồi mà chưa có nhận thấy. 26 thưa ông. Tôi chưa nhận được cái gì hết. Bởi vì cái lý do đó tôi mới nói cho nghe. Cái chiến dịch này là thành chiến dịch của cái đám này nè, là của cái mấy ông thái giám này, là chơi cái kiểu tiền pháo hậu chung, chiến thuật của Việt Cộng. Nghĩa là bắn bùm 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 rồi xong đây, lấy thịt đè người, lấy ba đè một. Đó là một cái vấn đề. Cái chiến thuật Việt Cộng của thái giám Tạ Đức Trí và Sa Ly Nguyễn. Thái giám luật sư Trần Thái Văn thì như các bạn đã biết rồi, bị tôi đập cho một cái là nằm xoài sống sượt, bây giờ không còn đại diện cho ba người này nữa. Thái giám luật sư Ted Morgan cũng bị tôi chơi cho một cú liền, là bởi vì ông viết một cái thơ, ông nói rằng ê, phải ngưng ngay quảng cáo ngay, cách đây từ cũng những 3 tuần 4 tuần về trước đấy, còn không cho ông đưa ra tòa vì cái tội bà lý phỉ báng đó. Chơi cho một cú là coi như tiêu. Bây giờ tôi vẫn thay vì 32 lần tôi tăng lên 62 lần đó, bây giờ tôi trùng lum ông làm được cái gì. Rồi bây giờ có cái thái giám này Rich Sanon chuẩn bị lên đài, đơn kiện cá nhân Hoàng Kiều ở đâu, để đây tôi trình bày cho coi. Rồi nghe đây nè, tôi có bằng chứng hết á, có liên hệ với Hoàng Kiều, tôi hỏi với thành phố đó, tôi có mắc mới gì mà kêu cái tên tôi vô đây. Rồi ra cái nghị quyết 36, cái lý do gì, tại sao, tôi nói như vậy thôi. Rồi đây, nghe đây, ông nói Hoàng Kiều nè, có bằng chứng đàng hoàng nè. Next, we have a report from City Attorney. Yes, Mayor and Council, there were 4 items on the closed session agenda, and there was discussion, and the Council provided direction. There's one item to report under the potential litigation item. There was a motion made by the Mayor, seconded by Councilmember Nguyen, voting yes, voting no was Councilmember Doe and Contreras, authorizing or directing the City Attorney to draft a letter expressing the council's concern over the impact of certain statements made by an individual Q1. Tôi nghe chữ Kiều Hoàng không các bạn? Đó. Members of the council communists. Nothing further to report. Ok. Rồi bây giờ tôi nói cho nghe thì những bước tiếp nè. Đấy. Tôi nói cho các bạn nghe cái tội đe dọa lớn nhất đối với Hoàng Kiều là cái tội mà trầm trọng, chẳng những đe dọa Hoàng Kiều ra cái luật, cái coi như là cái resolution 36 của Cộng sản để đe dọa tràn đạt bóp cổ bóp miệng của những người dân vô tội. Cái đó là một cái tội tôi không tha, tôi cương quyết làm cho tới nơi tới chốn, đừng có giỡn với tôi. Đó là một cái điều rất là nguy hại, rất là đe dọa. Tôi hỏi các bạn, cái resolution 36, nghị quyết 36 Việt Cộng có từ khi nào? Từ 2004 tới 2008 sửa lại cũng ra cái nghị quyết đó rồi. Rồi tới cái gì? Tới ở đâu?
Thế bây giờ 11 năm sau rồi tại sao mà ra cái nghị quyết này, mà tên tôi có dính dự gì tới cái nghị quyết này mà đưa tôi vô trong cái nghị quyết này? Cái đó là một cái tội rất nặng. Tôi hỏi đã hỏi luật sư tôi rồi. Đây, tôi nói cho ông nghe, luật sư tôi rất lễ phép. Nhã nhặn hỏi tại sao tên Hoàng Kiều không phải cư dân của Westminster mà lại vô được đây? Nhắc đến khi ban hành cái nghị quyết 36, một cái người chức đã có từ năm 2004, rồi lần nữa là 2008, tại sao 11 năm sau lại đem ra thi hành? Và ông Hoàng Kiều có dính líu đến cái nghị quyết này không? Tại sao ông Hoàng Kiều phải rút lời và xin lỗi? Xin lỗi việc gì? Đây, gửi rồi đó, gửi chiều nay rồi đó nè. Nè, Vũ Hoàng ơi, coi đây nè, thấy chưa, gửi tương lai bằng tiếng Mỹ đây. Và cái này là coi như là phải theo cái public record, phải cho tôi biết hết tất cả những cái gì trong buổi họp đó. Từ đâu, ai nói cái gì, ai bỏ phiếu cái gì. Hả? Ba mà bỏ một, không? Hay là bỏ hai, tôi không biết. Chứ ông Contreras, ông cũng khôn lắm, ông bay nào cũng được hết, thành thứ ba một là cái chuyện thường, ok? Rồi, đe dọa trầm trọng nhất là một tờ giấy, trong đó có chủ đích cho những tên cộng sản nằm vùng như Hoàng Kiều này, như gì đó, Vũ Hoàng Lân này, như tất cả các loại này, thấy chưa? Tôi nói cho ông nghe, bộ ba ghen phí tạ Kim Minh Lê Hồ đe dọa trầm trọng cử tri và các người chống đối bằng cách để một tờ giấy trắng có chủ đích để tiền tên các bạn vào đây nè. Đây, trong cái nghị quyết nào có ai cái thành phố nào mà cái bởi vì người ta nói nó ngu, không biết luật sư hay là mấy cái tên này nó ngu. Tôi nói ngu như con bò, Nguyễn Văn Mộ nói ngu mò không ngu đâu. Người ngu thôi, ngu xuẩn, kinh hoàng. Tại sao à? Có cái mục đích gì? Nếu mà Việt Cộng cái nghị quyết mà 36 mà nó để nghe, thì từ Việt Nam mà qua tới Mỹ cũng chưa hết giấy nữa. Đó, tôi nói cho các bạn nè. Đó, tôi nhắc lại một lần nữa. Đe dọa trầm trọng cử tri và các người chống đối bằng cách để mở một tờ giấy trắng có chủ đích để điền các tên vào đây. Rồi. Thưa ông, câu hỏi kế tiếp là có phải ông đã thuê luật sư để kiện ngược lại thành phố Westminster hay không? Và ông kiện vì những lý do gì? Với những đó, chứng cứ nào thưa ông? Đã có luật sư rồi. Tôi thưa kiện. Kiện. Trước khi kiện á, là tôi nói cho các bạn nghe, mình có một cái tổ chức kêu là FPPC. À, cái đó là riêng, cái đó là về Kimino. Còn cái này về CVO, cái này dính đến tới Kimino hết. Và cái CVO là sao? Cái CVO là lính thiếu về vấn đề tiền bạc, vấn đề phỉ bán này kia. Thì bây giờ tôi nói những cái mối đe dọa này tầm trọng đây nè. Tôi nói mối đe dọa thứ nhất nè. Đây nè, đây là dưới đây là lời tuyên bố của Trần Thái Văn đe dọa các cử tri Việt Nam không thông hiểu luật lệ, là một ứng cử viên dân bầu quốc hội. Nếu ai đó có biết giống như lời tuyên bố dưới đây về bà thì bà sẽ làm gì? Đây, bây giờ tôi nói cho nghe. Đây, ngài, ok, xin lỗi ngài Thái giám Trần Thái Văn họp báo đưa ra vì sai trái trong thủ tục hành chính nên việc bãi nhiệm thị trưởng Biết Tạ. À, cái này tôi nhớ là như tuần đăng trên cái tờ Việt Báo đây. Việt Báo. Trí Tạ, Kim Minh Hồ và nghị viên Salin vị trí nguyện thuộc thành phố Westminster trong vài ngày qua đã chính thức bị hủy bỏ. Yeah. Tôi hỏi anh Vũ Hoàng Lân với các bạn có bị hủy bỏ không? Trong một điện thư gửi cho luật sư Trần Thái Văn, đại diện cho Trí Tạ, Salin Nguyễn Chí, thư ký thành phố Westminster và Christine Corden, cho biết chính thức bác đơn bãi nhiệm ba vị nghị viên của nhóm United, Westminster United đã vi phạm luật bầu cử có trách tranh, nên bà đã chính thức bác bỏ đơn bãi nhiệm này và thông báo cho những người lên này đây vấn đề này. Có bãi bỏ không? Cái tội này là cái tội đi ở tù. Đi ở tù mà ở tù cũng biết bao lâu nữa. Và tôi nói cho các bạn nghe, tôi cho đi ở tù xong rồi đó, tôi sẽ cho mọi người thuê mời thưa. Thưa xong rồi tôi sẽ giúp, tôi sẽ bảo mấy cái ông này, cái ông đích xuất ra tôi đây, tôi không biết cái hệ thống là nếu mà cái ngành thấp á, là tới đích xuất ra tôi đây, mà có nhìn lên cao chút xíu nữa là tới State Attorney General, mà tới một cái gọi là United States Attorney General, và cái cấp cuối cùng là cái ông bà tổng trưởng hay ông tổng trưởng Bộ Ngoại giao đó.
Theo báo Tribune cho biết là ông Johnson cho biết mỗi nhóm Westminster đứng ra thực hiện việc trúng thuế ba vị dân cử. Luật sư Bang cho biết văn phòng ông đang thu thập tin tức và dữ kiện chính thức từ thành phố Westminster và nguồn tin khác về những vi phạm thủ tục pháp lý trong cuộc bãi nhiệm để mở cuộc điều tra hình sự. Ông luật sư Trần Thái Văn mở cuộc điều tra hình sự à? Hay là thành phố Westminster bởi vậy mới đe dọa cái người dân? Động một chút lễ, vậy cái có mà bị cờ đỏ sao vàng là mình bị cộng nghe chưa? Mà bị ai chứa chấp trong nhà là đều là bị cộng hết chưa? Là, các bạn thấy không? Đây là một cái nước Mỹ, ngay cả việc cộng đó cũng dám làm như vậy nữa. Nó làm nó cũng phải có cái cấp trên cấp dưới của nó chứ. Cái thành phố tập trung mà dám làm với một cái điều tra hình sự, ai mở cuộc điều tra? Tôi hỏi đây, khi ra tòa tôi hỏi ai mở cuộc điều tra? Các cố vấn chính trị cho biết nếu không nắm vững luật lệ bầu cử phức tạp trong việc trúng thuế bầu cử, không nên ký đơn trúng thuế bầu cử vì không nắm vững vấn đề. Ai là cố vấn chính trị? Ha, ông Ngô Kỷ, ông Trần Nhật Phong, không kêu ông nữa, kêu thái giám cha ra bởi tôi cắt hết rồi. Nên có thể bị liên hệ đến luật pháp, liên hệ cái đất gì? Tôi hỏi các bạn bây giờ, các bạn nào có bị liên hệ tới luật pháp không? Đã có đủ mười mấy nghìn chữ ký có đến liên hệ luật pháp không? Tôi có liên hệ đến luật pháp không? Với những cái gì mà trên trung bản trúc thuế nhưng không hiểu rõ vấn đề, chỉ dùng cho người khác, đó là sai trầm trọng, có thể làm đơn xin rút ra khỏi cái danh sách này. Tôi nói thiệt, chỉ nói như thế nào, tôi nhắc đi lắc lại rồi. Ông nói câu bò, ông ngu, một cái người quá ngu đi. Nếu mà đưa cái tên cho người ta rồi thì làm sao mà lấy lại được. Đó. Bây giờ, tôi nói cần cái mối đe dọa thứ hai. Luật sư Nguyễn Quốc Lân đã đăng tải bài viết này bằng cả bản in trên báo Viễn Đông lẫn đài trực tiếp trên bài tiếng mạng. Những lời tuyên bố của luật sư là những mối đe dọa nghiêm trọng đối với các cử tri và chắc chắn đó là những hành vi tội. Chúng tôi cảnh báo đến các cư dân tại đây là một việc làm phi pháp. Vì tiến trình thu nhập tôi có làm phi pháp không? Tôi hỏi tôi phi pháp không? Vì tiến trình thao tục ký chưa được phép bắt đầu, các tài liệu giải thích đến cử tri chưa được công bố. Tại sao thế? Chúng vừa công bố thì chúng làm. Chúng tôi cũng quan ngại rằng một số kẻ gian. Ai là kẻ gian? Chính các thái giám là kẻ gian. Những cái người mà chống đối cái việc mà tôi làm là kẻ gian, đang lợi dụng sự tranh chấp hiện nay trong cộng đồng để tiến hành thu thập chữ ký địa chỉ. Nhớ nghe, thu thập địa chỉ nè, thực hiện các mục đích vi pháp, ví dụ như giả mạo chữ ký nè, giấy tờ hồ sơ cá nhân. Chúng tôi xin kêu gọi ai ngu gì mà ai lại giả mạo, bởi vì tôi nói tôi ngu, người mà nó ngu lắm. Bởi vì khi tôi lên tòa án, tôi chưa có bao giờ mà tôi chửi luật sư, tôi chửi luật sư của bên BBC đó 6 lần ngu như bò, 6 lần ngu, mà từ đó tôi nói 6 lần ngu. Bây giờ thưa tôi đi, chúng tôi xin kêu gọi quý đồng hương, nếu thấy những trường hợp thâu thập chữ ký hiện nay, xin ghi nhận đầy đủ tất cả các chi tiết cần thiết, thông báo cho chúng tôi. Ví dụ như tên nè, xong nhận diện tên đi, người đi, Hoàng Kiều đây nè, nhận diện người nè, ngày giờ, địa điểm, bảng số xe, hay các chi tiết khác ngon các bạn. Thế tôi hỏi ông, bây giờ mười mấy nghìn người của tôi ký cái bãi nhiệm, ông có được cái chi tiết nào đâu. Chúng tôi sẽ phong đến kết quả của chính quyền nếu có đầy đủ dữ kiện về những hành động phi pháp này. Các bạn thấy không? Chính quyền nào? Chính quyền của cái ba tam nhân này, thái giám Ký Tạ, thái giám Charlie Nguyệt và thái giám Kimilio. Rồi cái thứ ba, mỗi thứ ba sau khi mà cái ông mà hai cái ông kia, ông Trần Thái Văn cũng dắt ao từng cái nữa. Ông này là ông Chad Morgan, luật sư của thái giám Diệp, gửi cái tờ thơ. Hey, mày, ông phải lấy hết tất cả những quảng cáo khác xuống, không được như vậy, tôi đưa ông ra tòa. Tôi nói tôi thách ông đưa ra ông tòa đấy. Đây nè, tôi cho ông biết nè. Đây nè, đưa ra tòa đi. Cái FBPC người ta đã cho tôi phép nè. Đưa ra tòa đi. Tôi đòi thằng Nguyễn Huy 17 triệu đây. Khi ông dắt cho 17 triệu đô la. Là Nguyễn Huy là chắc có lẽ Vũ Hoàng Lân cũng nhớ trong cái ngày 1 tháng 11 ở trên San Jose 2018 mình có đề cập cái Nguyễn Huy này. Nguyễn Huy này là cái tên giả, tên thiệt là Dominic Phạm, mà tôi đã nhờ ông
coi như thái giám tí tạ, tôi đã viết thơ đàng hoàng, nhưng mà thái giám tí tạ nó không biết người này là ai. Cũng như bây giờ chắc cái thơ này, cái thơ mà tôi sắp gửi xuống đây đây, hey, chúng tôi không biết cái thơ này là của ai, không phải của ngoài triều, nghe chưa? Và 17 triệu là đây nè, chỉ một câu nói thôi, các bạn nhớ chỉ một câu nói thôi. Hoàng triều là cộng sản năm vùng, chia rẽ cộng đồng, chỉ một câu nói thôi. Mà trên này có tôi đi tìm cái ông kia nữa, đó là hai người mà chửi tục tiểu lắm. Đối với tôi chỉ có nói cái câu đó thôi, mà hai người tôi sẽ đi tìm cái ông kia rồi. Đây, mối đe dọa thứ năm, Trần Nhật Phong và Ngô Kỷ đã gọi đối tác kinh doanh của tôi, bác sĩ Mai Cô Đào, để đe dọa ông ta. Cái việc này là sẽ đích thích ở tôi đây, hoặc là những cái người nào người ta điều tra. Đó, rồi đây, cái lý do kiện cái thành phố Westminster, thái giám Bùi Minh Cường, hô hào cử tri, tháo gỡ tất cả cờ vàng ba sọc đỏ và thay bãi nhiệm đây. Những trò lương gạt bỉ ổi của tên trọc phú đây nè. Nhớ tôi trọc đây nè, à, cũng như lần đầu trọc đó, đồng bào đã có thái độ rõ ràng tẩy chay, phản đối các việc làm bất chính của tên Hoàng Kiều. Các tấm bản vì co, à, cái tên ra tòa để tài trả lời bất chính nha. Các tấm bản vì co treo tại các khu thương mại mà không xin phép thì bị chửi rủa và gỡ xuống hoàn toàn vi phạm. Ai chửi rủa đây? Chỉ có mấy ông, mấy thái giám chửi rủa thôi. Và cái đám mà thái giám cho đi gỡ này chửi rủa thôi, tất cả đều xem là bất hợp pháp. Trời ơi, những bản đòi bản như này ứng cử viên thường cắm vào các mùa tranh cử. Trời ơi, người ta chưa bãi nhiệm xong một mùa tranh cử, thiệt là ngu, không phải ngu chứ không bỏ ngu, người ngu như vậy mà cũng rác. À, luật lệ quy định rõ ràng cho những ứng cử vào mùa bầu cử phải lấy đi ngay sau khi bầu cử. À, các bạn ơi, đã bầu cử chưa? Chưa bầu cử mà ít nhất cũng tới tháng 3 năm sau mới đề, sau khi lấy rau ra vừa quỳ lớn với cái tên Hoàng Kiều bọn tay sai của án. Dạ, thời gian thì không phải quý vị có quyền tháo xuống nếu gắn mà không báo cho thành phố Code Enforcement nếu thấy những vi phạm nêu trên. Dạ, Kiều sẽ ôm đầu máu. Ôi trời ơi, ai ôm đầu máu? Tôi nói nội với tội này không thôi là đủ chết cha rồi. Đó, tôi nói như vậy đây. Thiến, bởi vậy tôi thiến, cắt hết, cắt lưỡi, đổ răng hết. Rồi, đây cũng vậy. Đây, bao nhiêu cũng như đòi bãi nhiệm. Những trò lường gạt bị ổi chứ các bạn. Thấy biết bao nhiêu đây. Cờ vàng ba sọc đỏ cũng sáng xuống hết. Đó, rồi. Bây giờ cái đó, nghị quyết trầm trọng nhất này 36 của Tam Nhân Bang, thành phố Westminster. Một nghị quyết của thị trưởng và hội đồng thành phố Westminster lên án chiến dịch gây rối loạn chính trị và loan tải thông tin sai lệch nhằm khuấy động hỗn loạn trong thành phố và trong hội đồng thành phố. Trời ơi, trời ơi, ai đây, ai làm đó? Chính các vị làm chứ không ai làm hết. Rồi các vị kêu tới rồi cái thái giám kêu tới đi họp đi vô đi dạy địa đó. Và tôi kêu gọi các bạn mà theo tôi đừng có thèm họp nữa, thèm hành chi, mình đã thành công rồi. Đừng có cần vô thành phố chi nữa, rất các bạn rất thương tôi rất nhiều, không cần vô thành phố nữa, để cho họ thấy học một cái bài học, để cho ông cứ lên đi, lên người nào ông không gõ búa, ông đừng đừng là búa rồi, đó rồi bây giờ cái này, cái nghị quyết 36 này, đây là của cái cuối cùng đây, ê, tôi nói là bãi nhiệm vì cái cờ vàng ba sọc đỏ đây, cái nghị quyết này đó. Đoàn đó ai mà không có cái bà sọc đỏ đều là cộng sản hết. Nhất mà gặp ấy gặp gỡ với cộng sản. Tôi nhắc lại một lần nữa, Thanh Vân ơi, hỡi Thanh Vân, ngai vàng sụp đổ không còn cùng hoa, đêm 7 ngày ra vô không kể, nhờ vậy mới tàn đời ta. Ai dám tài được tiên. Bây giờ cái này tôi nói thì thôi, à, nghị quyết này sẽ có bao nhiêu luật sư và nhóm của thái giám bị ở tù để đưa ra. À, cái này hồi xưa tôi để tắm ra tòa, nhưng mà tôi khi mà tôi lên vua đó, sau khi mà tôi làm xong rồi đó, thì tôi báo trước là tôi sẽ cho ông Lý Tóc lên là vua chống cộng. Tôi hạ bệ mấy ông Ngô Kỷ, mấy ông Trần Nhật Phong, mấy ông nào vua chống cộng đấy. Chỉ có một ông vua chống cộng hoài hùng nhất, anh hùng nhất, đó là anh hùng Lý Tóc. Và tôi sẽ xây mộ bia cho anh hùng Lý Tóc. Đó, như vậy đi. Rồi, cái nghị quyết của thị trưởng hội đồng thành phố của thành phố Westminster lên án chiến dịch gây rối
chính trị và loan tải thông tin sai lạc nhằm khuấy động trong thành phố. Thái giám thị trưởng Tam Nhân Bang chứ không phải thành phố lên án chiến dịch gây rối ở chính trị ở đâu. Ai loan tải thông tin sai lạc nhằm khuấy động hỗn loạn trong thành phố, coi chừng nó nghe Vũ Hoàng Lân loan tin sai lạc đó nhé. Vì thái giám Trần Thái Văn bị đo giáng, toàn thân bất toại rồi, thái giám chết một gang nhảy vào tẩm cho mùi cúng ngư, vì vậy không có luật sư nào dám giúp. À, thải chắc thái giám thảo với người quyết. Nhưng mà ngu ơi là ngu, nhưng mà rồi bây giờ có cái ông này đây, cái ông mà có rồi. Bây giờ tôi nói đây một lần nữa nè, tôi nói lý do cái hoàng thì kêu gọi các bạn chẳng những vì con mà chuyển cái thành phố Westminster ngay, chuyển ngay, kiếm bất cứ cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã bị đe dọa, đã bị trầm trọng. Coi như này, có ai mà làm một cái ngay cái dịch cộng đó, nó cũng làm như vậy, nó không có ngu xuẩn đến độ như vậy. Internationally left plan nghĩa là sao các bạn biết không? Coi như là cố ý để cống, để cống chi tên nào như Vũ Hoàng Lâm nè, Hoàng Thiều nè, tất cả nè, Pháp Bùi nè, Tài Đỗ nè, ông luật sư Đỗ Phủ nè, ông luật sư này kia, ông gì đó, cái tên Phương Hùng này kia, cả người ta. Nếu mà Việt Cộng nó làm cái này đó, tôi nói lại một lần nữa là từ bên Sài Gòn đó, qua tới Mỹ cũng chưa hết cái từ tóc rồi. Bây giờ sao? Và tôi nói luôn. Thế vấn đề anh hỏi luôn thì tôi nói luôn. Tôi tội nghiệp ông Phạm Vinh Long và Nguyễn Phương Hùng cầu cứu Hoàng Kiều vì sắp bị bắt. Trong lúc xe tôi, Vũ Hoàng Lâm nhớ biết không? Trưa nay tôi mới kêu với viện, kêu cái điện thoại, tôi mới biết được cũng có những cái mà đưa ra. Thì trong đó tiến sĩ Phạm Vinh Long lúc trưa cùng Nguyễn Phương Hùng nhờ cái thủ lãnh luật sư đoàn này của Hoàng Kiều viện thành phố là những người nào trực phủ hai người cộng sản này. Và tôi kêu gọi các bạn ai bị chụp mũ cũng đều thư kiện được hết. Chẳng hạn như Thúy Nga, chẳng hạn như cái ông trung tá mà tổ chức cái chương trình nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Quang Đông, chẳng hạn như ông trung tá nhảy dù 13 năm đi cải tạo về và vẫn bị chụp mũ cộng sản. Và tất cả ai bị chụp mũ cộng sản như báo giới, như các đài TV, bất cứ ai đều có bằng chứng nhất là với thái giám Ngô Kỷ giúp bất cứ ai muốn chuyển cái thành phố Westminster vì bị liên lụy đến nghị quyết 36, bất cứ chuyện gì phải có bằng chứng. Chẳng hạn như Kimberly Hồ cho giấy phép xây cất gara làm phòng ngủ này kia, tôi nghe đó thôi. Đó là những cái nếu mà quý vị ứng kiện là tôi sẽ giúp cho kiện, cũng như Vũ Hoàng Lân luôn. Anh em báo chí mình nghèo, hiểu chưa? Bây giờ thưa ông, khi mà ông nói rằng là ai mà muốn kiện thành phố Westminster chụp mũ cộng sản thì ông sẽ giúp cho họ kiện. Cái điều đó nó có áp dụng cho cái việc ở ngoài thành phố hay không thưa ông ta? Tại vì được biết rằng là cả cái nước Mỹ này người ta kiện, người ta chụp mũ lẫn nhau rất nhiều. Thì ông có muốn và ông có muốn và ông có đủ sức để mà có thể giúp mọi người kiện mọi người hay không thưa ông? Thưa Vũ Hoàng Lan, tôi kiện và khi mình có tiền tôi bảo đảm là sẽ có tiền. Mà cái tiền này không phải thành phố Westminster bây giờ nó cũng sắp tập tiền rồi. Nó đã thông được 13 triệu, đã thông rồi. Bây giờ chỉ còn trong ngân quỹ chỉ còn 990.000 thôi thì nó cũng sạch tiệm. Nhưng mà cái này ngon lắm, Vũ Hoàng Lai à. Mình lấy tiền của cái tiểu bang. Cái này tôi hỏi rồi, liên bang không cho tiền. Lấy tiền tiểu bang và tôi nói trước với cái ông chủ tịch đảng Cộng Hòa là chồng của bà. Chồng của bà Tiêu đó, chồng của bà Michelle Tiêu đó. Bà ra chứ ứng cử đó, kỳ này đó, bà là bởi vì bà là cái supervisor của Orange County. Thì thôi, thì bây giờ nói cho anh Lân, nhưng mà cũng bất cứ ở đâu, bất cứ người nào có cái nghị quyết, vì cái nghị quyết 36 này, vì cái nghị quyết của thành phố này, vì cái nghị quyết mà đạp đầu đạp cổ tụi mình đã mất danh dự quá nhiều, tụi mình nhất danh dự quá nhiều, không có thể chịu đựng được nữa cái sự trấn áp của những cái đám này bộ A này, kiện cho cái thành phố đó tiêu đi. Mà không tiêu đâu, để tôi nói cho các bạn nghe. Tôi đồng ý. Tới khi mà ví dụ như hàng bạc tỷ nha, tôi đổi bằng cách cho mấy tên này đi ở tù. Chẳng hạn như đi ở tù mỗi năm á, tôi nhớ là hồi cái vụ mà cái ông Tâm nào đó mà coi như là đi ứng cử với bà Sàn Xê,
cách đây mấy năm rồi đó, 6 năm hay mấy năm đâu về trước, thì ông ta chỉ nói một câu thôi là không có công dân Mỹ thì không được đi bầu. Ai không biết được cái chuyện đó, nhưng mà lãnh 6 năm tù. Đối với tôi á, tôi hỏi trước à, chứ những người nào xử đó là có bao nhiêu năm tù. Ví dụ như bây giờ cho 10 năm hay 6 năm đi, tôi nói thôi, tôi đổi bằng tiền của các bạn, mình chụp lại hết cái số tiền đó được bao nhiêu, tôi tặng thêm cho mỗi người, tôi tăng thêm cho cứ ví dụ như 50 triệu cái 2 năm tù nữa, 50 triệu là 2 năm tù, 50 triệu 2 năm tù, và còn cái số tiền lại đó Vũ Quang Lân, tôi bảo đảm với các bạn mình sẽ có số tiền, bảo đảm cái chuyện đó sẽ xảy ra, ít nhất mình cũng đòi đi thôi. Để phần loại như cái loại là Vũ Hoàng Lân đồ này kia, hay là những người nào bị cái điều cộng sản thôi, nhớ cái tờ Người Việt không, mà kiện thư ở dưới Orange County, nhớ cái tờ Người Việt không, khi Người Việt bị cái tờ Sài Gòn Nhỏ ở cái gì đó, đúng rồi, cái tờ báo Hoàng Diệu Thảo kiện à, gửi thư nói là Người Việt là Việt cộng, hãy chưa, Người Việt được 4.700, thì tôi căn cứ của các bạn, cái barem của cái cost của các bạn chỉ 4.700 thôi, 4.700.000 đô la thôi, còn cái của Hoàng Kiều là khác, bởi vì Hoàng Kiều đã có cái tiền lệ rồi, là đã đưa cái tên Nguyễn Huy và Dominic Phạm ra đặt tòa và đòi 17 triệu, bởi vì Hoàng Kiều có những cái mất mát to lớn hơn các bạn, thì vì vậy tôi bảo đảm các bạn sẽ có tiền. Và tôi bảo đảm, cũng như là tội nghiệp ông Đỗ Phủ, ông cứ băn khoăn nói Kiều ơi, bây giờ dân hỏi, nếu mà anh làm tan nát cái thành phố này thì anh có cái cách gì để anh giúp cho thành phố? Tôi nói các bạn ơi, mình chỉ lấy thôi, ví dụ như mình tỷ phải không? Tôi lấy ví dụ tỷ bao nhiêu đó, tôi biết 1 tỷ thôi, thì mình bớt cho nó 800 triệu, 800 triệu đó tăng thêm cho mấy người vị này đi ở tù, mấy vị là làm tâm bậy là đi ở tù, mấy cái thái giám này cho đi ở tù hết rồi, còn đó ít nhất tôi bảo đảm các bạn 200 triệu, thì 200 triệu thôi mình chia nhau 100 triệu, còn 100 triệu mình nói cho thành phố ok thôi, bây giờ sau cái này rồi tụi tôi hòm lại đây, đã giải quyết cái vấn đề của thành phố rồi, bây giờ cho tặng thành phố 100 triệu để thành phố xây dựng lại, để có một cái kế hoạch mới hơn, đồng ý không? Rồi nhớ chưa? Thưa ông, cảm ơn ông cho câu hỏi kế tiếp thưa ông. Vâng. Trong một cái livestream gần đây của ông ở trên kênh YouTube Kiều Hoàng, thì ông có nhắc tới luật sư Nguyễn Quốc Lân. Khoan, trước khi đi vô đó thì bây giờ tôi cho tôi cái vụ này, ông quên hỏi tôi mới thêm vô đây. Để bây giờ tôi gửi thở chỉ tại tôi thêm cái ông này vô, ông Trần Nhật Phong vô, là ông này là cố vấn tối cao của cái đám đó. À, rồi ông này, ông phải ông để tên thái giám này. Bây giờ ông gửi gắm hoài, Vũ Hoàng Lân ơi, cho lên nhiều mạng giúp tôi. Và tôi biết Vũ Hoàng Lân là cũng bạn bè với ông, tôi từ nhỏ tôi biết cái chuyện đó. Gửi cho ông á, để cho ông có tiếng nói. Và tôi cũng muốn có tiếng nói luôn. Ông là mới đưa cái này lên trên cái video của ông luôn, trên cái mạng của ông này. Bây giờ hãy nghe nè. Ê, nghe ông nè. Đây là thư tuyệt giao gửi thị trưởng Tạ Đức Ký. Tôi, Trần Nhật Phong. Như vậy thì ông sẽ cam kết sẽ không có sẽ không có khoan cái nào, với cái thư đó của ông Trần Nhật Phong thì ông sẽ ngưng hay không, thưa ông? Không, để tôi nói cho nghe. Thư này sẽ có giá trị nếu ông tỷ phú đưa ra những lời cam kết của ông, và sẽ có giá trị nếu ông tỷ phú xù tôi chạy làng đây, bởi vì mới đưa cho nhờ Vũ Hoàng Lân đưa lên cho tất cả các bạn đi. Tôi cũng xù cũng chạy làng, đối thoại hay ngôi mộ Lý Tống trước đây. Trời ơi, đừng có nhắc tới chuyện Lý Tống. Để rồi tôi nói cho cái tên này là ghê gớm lắm. Đó bởi vì sao? Tôi mới biết được là ông gì mới nói sáng nay với tôi đó, 2008, là nói cái tên này là coi như là terrorist, tất nhiên là không để khủng bố. Bây giờ tôi nói cho nghe, nhà hàng của Trần Nhật Phong á, treo đầu heo, bán thịt chó, bán luôn cái da, thịt, xương, tủy của Lý Tống, chẳng ai ăn, đóng cửa, bị BBC loại trừ sau 48 bài viết. Qua Texas xin làm cho bà Hoàng Diệu Thảo, bị từ chối vì đang bị Hoàng Kiều kiện. Về làm cho Bảo Lê,
bị bảo Lê tẩy chay, người chót tẩy chay là Radio Quỳ Vũ, để xem thử sống được bao lâu nữa nhờ cái YouTube. Tôi nói cho nghe, tôi nói Vũ Hoàng Lan nghe, cũng như các bạn nghe, nếu mà tôi nói YouTube là mấy cái này tiêu hết rồi, tôi nói nghe YouTube giữa tôi với ông này, ông tính sao? Nhưng mà không, tôi để ra tòa đã, tôi để cho nó đâu đó rồi xong, để ông có tiếng nói, để ông có tiếng nói, để ông phản biện lại. Đó, tôi nói những các bạn đó, đây là một cái xảo quyệt, cái trò, nghĩa là coi như cái người vừa đúng là cái chính sách của Việt Cộng, đúng là, như ông Tổng thống thì ông nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Các bạn hãy nhìn những cái đám người này, những cái thái giám này làm những cái gì, nghe bà Rai nói chưa, nghe những người người ta nói chưa, mà tại sao các bạn vẫn cứ nghe. Đấy, bây giờ tôi nói cho, rồi bây giờ tôi nói nè, đây tin nóng nè, liên hệ với khủng bố nè. Sáng nay tôi mới nghe được cái tin đó của ông kia. Tôi nói vào 2008 đã có cái chuyện đó rồi, thì bây giờ tôi chứng minh cho đây nè. Ai có nhóm khủng bố nè, âm mưu tống tiền của tên Hoàng Kiều nè. Tôi hỏi các bạn, cái Mohammed Farhan in Pakistan, ở tại Pakistan, và tên Saddam Hussein in Bangladesh, có làm sao mà nó có được cái bài báo này, Hoàng Kiều và nền văn hóa bệnh vạn bệnh hoàng đăng? Các bạn biết không, nó đăng vào ngày 8, bên này cái gì đó dân làm báo là ngày 9, ngày 10, mà tại sao tên này có đăng? Posted by Mohammed Farhan, thank you for visiting my small blog. Nói là nếu các bạn muốn biết hoặc muốn bàn và có những cái câu hỏi về cái bài báo này, làm ơn liên lạc với tôi qua cái email đó. Các bạn thấy chưa, tụi tôi tài lắm á, tôi biết hết, tôi điều tra hết, cũng như cái vụ kia, bất cứ cái là tụi tôi có cái ban điều tra hình sự. Rồi bây giờ tôi nói những người trong cái ban, những người bịt mặt á là chúng tôi đừng đi truy tầm những người bịt mặt, và những người mở mặt ra là chúng tôi đã biết là ai rồi. Đây nè, cái ông đứng đây là Thái Vi Lan nè, các bạn nói chứ là Thái Vi Lan là cho cái video này nè, chỉ có một cái video duy nhất rồi bị chết vì ung thư, và cái video đó được bỏ lên vào tháng 2, và tháng 5 ông ta sợ quá rút xuống. Rồi còn cái tên này nè, Michael Phương Minh Nguyễn nè, bị bắt ở tù 13 năm ở Việt Nam nè. Các bạn phải nhớ rồi, để vợ con lại nè, cũng ngon lành là cũng có coi như dân biểu này, dân biểu nhỏ mà can thiệp nè, đã chưa. Rồi để vợ con ở đây ai, bây giờ thôi nhờ Trần Nhật Phong đi, nhờ cái đám dưới đó là nhờ ông ấy, cái thái giám dưới đó đó gây quỹ đi để giúp cho vợ con ông ta phóng lây đấy. Rồi bây giờ ở tù Việt Nam 13 năm, tôi hỏi các bạn ai đi thăm nuôi đây, sợ thấy mẹ đi ai thăm nuôi, có ai mà vô thăm nuôi, công an nó theo dõi nó chết cha. Rồi còn cái tên này đó, tên giả là Nguyễn Huy đây, tên giả Nguyễn Huy, tên thiệt là Đô Miếng Phạm. Cái tên này là tôi đã nói rồi, lần tuần sau tôi sẽ cho các bạn coi những cái chi tiết. Là tôi hỏi ông thái giám tại Đức Tý, ông có biết người này là ai không, trong lúc ông ta mời ăn cơm, và tôi không biết, cũng như bây giờ tôi cái thơ này, chắc cái thơ này tôi gửi xuống rồi tôi không biết. Còn tên này là Trần Nhật Phong đây, cười hả hê. Rồi những cái tên bịt mặt á là chúng tôi đang truy tầm, chưa có tuân thiệp với các bạn, chưa có đến. Rồi cái tên khai quét này, lúc đầu tôi nghĩ thôi bây giờ đừng đưa nó vô nữa, nhưng mà tôi phải đưa nó là vô lại, bởi vì tôi bắt phải có chút tiền hả? Các bạn chỉ ra chứ là nó, bởi vì bọn này nó cũng như Đô Miếng Phạm, đô thuê luật sư, nó ở lì ra đó, nó tưởng là ngon lành, bởi vì tôi mới nhờ ông Đỗ Phủ. Và cái này tôi nhớ nghe, nói là như Tuần Lân hay là ai đó nói là tôi nhờ cái luật sư Đỗ Phủ để mà lo cái vụ thuê thịt thưa này. Không, chúng tôi có một cái tập đoàn luật sư rất là chuyên môn về cái những cái việc này, chúng tôi chỉ nhờ luật sư Đỗ Phủ. Chẳng hạn như tên này là 17 triệu phải không, tên Dominic Phạm là 17 triệu nè, tên này là Nguyễn Huy nè, 17 triệu thì đi lấy dùng tiền tôi đi. Rồi trong một cái livestream mới đây trên kênh YouTube Kiều Hoàng, ông có nhắc tới loạt bài cậy đăng không trả tiền của luật sư Nguyễn Quốc Lân. Ông dự định sẽ làm gì với loạt bài đó và với tác giả của loạt bài đó là luật sư Nguyễn Quốc Lân, thưa ông? Vâng, tôi nói cho anh Thu Khánh là trời ơi, bây giờ bán đàn số 8 rồi, nhiều lắm anh ơi.
thì bây giờ rất nhiều mà dịch chưa có hết. Và tôi cũng nói thiệt, tôi cũng chỉ chú trọng những cái mà ngon lành thôi, chứ còn những cái kia tôi không nói hết và tôi chia sẻ với các bạn. Thấy chưa? Đây, đây là ngày 29, đây là cái này, cảnh báo cư dân Westminster về thay thập chữ ký trái phép. Tôi hỏi các bạn nè, tôi hỏi cư dân ở dưới Westminster nè, chúng tôi có thâu thập chữ ký trái phép không? Trái phép không? Ê, luật sư Nguyễn Quốc Lân ngon rồi, bởi vì cái tên này chứ luật sư, nhưng mà nó ngu, tôi cứ nói hoài, ngu người, ngu cho bò, nó ngu. Ê, mà nhớ nghe, bây giờ là 28 nghe, 3 ngày về trước 25 tháng 9 2019 nghe. Mà do ngon là Việt báo online, toàn Việt báo này ngon. Ngon, ngon này. Tôi nói cho các bạn biết kỳ này ông Trump mà ông nắm được mấy cái tờ này là ông bảo đảm với các bạn. Tôi nói ông Trump, ông làm ơn luôn, ông lấy được cái dịp này ông trả thù báo Mỹ. Chẳng hạn CNN, ông tịch thu cái thẻ của nó, ông không làm được cái gì. Nhưng mà ông, mấy đứa này là cái tờ báo tiếng Việt đó, ông làm cho tôi để mà tôi có bằng chứng này để tôi nói cho các bạn nghe coi cái gì này nè. Nghe này, ban vận động chống bãi nhiệm tại Westminster muốn cảnh báo với đồng hương là tệ nạn thâu thập chữ ký trái phép và gian lận vẫn tiếp tục, cho dầu vấn đề đã được loan báo trước dư luận cộng đồng. Thế vấn đề gì vậy? Vấn đề bây giờ ai loan báo? Ai loan báo? Tôi loan báo đây, có đủ chữ ký rồi, nhưng mà tôi để tôi neo như vậy cho tới khi mà tôi ra tòa với Trần Nhật Phong cái đã, rồi tôi mới thông báo các hiện tượng trái phép này bao gồm những người thâu thập chữ ký che giấu hay không tiết lộ các mẫu gì, giấy ký tên, nói là để xin giảm tiền thuê nhà, ghi danh đi bầu, ký tên vào phiếu bầu, ký chống lại bãi nhiệm và hay hỗ trợ cho các vị dân kiểu hơn. Luật bầu cử ngăn cấm những người thâu thập chữ ký không được nói dối hay tráo trở khi chữ ký, bao gồm các điều khoản như không được loan trình người bãi nhiệm mà cố ý nói sự thật về nội dung, cốt xét rằng từ chối cho phép những người ký tên đọc chuyển người tư, lan chuyển người tư cho đó. Kêu gọi đến để thấy những trường hợp thâu thập chữ ký có những dấu hiệu vi phạm luật, xin ghi đầy đủ các chi tiết cần thiết thông báo cho chúng tôi. Ví dụ như tên, nhận diện người, ngày, giờ, địa, phiếu bản số xe chi tiết, chúng tôi sẽ thông báo với cơ quan chính quyền. Nếu có đầy đủ dữ kiện về những hành động phi pháp này, chính quyền nào đấy? Chính quyền nào đấy? À, chính quyền ba thái giám đó. Với cái ông này là cái ông này tội nặng lắm, rất nhiều. 8 cái bài tôi chưa có đọc hết, và còn cái bài nữa là Hoàng Kiều là mối đe dọa của cộng đồng. Hết rồi con, mọi thắc mắc xin liên lạc về văn phòng luật sư Nguyễn Quốc Lân ở số điện thoại. Tại sao mà luật sư mà ngu như con nát này, ngu như con bò, chỉ có người ngu thôi. Rồi bây giờ còn vấn đề gì nữa thưa ông? Câu hỏi tiếp tới đó là trong cái cuộc phỏng vấn gần đây của Formosa TV với ông Trịnh Quốc Thiên từ Washington DC, ông ấy có cho biết rằng nếu có dịp hỏi ông một câu hỏi thì hỏi sẽ hỏi điều gì, thì ông Trịnh Quốc Thiên muốn hỏi rằng khi nào ông sẽ rửa tay gắt kiếm từ bỏ chốn gió tanh mưa máu này để mà an hưởng tuổi già với gia tài kết xù của ông. À, cái đó là câu hỏi nguyên văn của ông Trịnh Quốc Thiên. Thì ông, nếu vậy thì câu trả lời của ông là gì thưa ông? Vâng, khi nào gắt kiếm, khi nào tôi diệt hết cường hào ác bá, dùng quyền lực đe dọa dân, chừng đó sẽ gắt kiếm. Tôi sẽ không bao giờ gắt kiếm, dầu có gió tanh mưa máu đến đâu, tôi vẫn tiếp tục dính máu ăn phần. Tôi không thể an tâm khi thấy cái tập thể người Việt bị chia rẽ, bôi nhọ, phỉ báng, làm mất danh dự của người Việt Việt Nam ở vùng Orange County nói riêng và nước Mỹ trên toàn thế giới nói chung. Chính do 30 thái giám này gây chia rẽ cộng đồng, chia rẽ quân đội, rồi đổ hôi cho tôi và các bạn, mình là cái người làm chia rẽ cộng đồng. Về nói nhờ nhắn gửi lại với ông luật sư gì đó Trịnh Quốc Thiên, làm gì có gia tài kết xù, chỉ còn có 850 triệu thôi ông David Võ của tổ Việt Mỹ, tờ Việt Mỹ thì đâu có kết xù, phải không? Thấy không? Rồi bây giờ câu hỏi gì nữa? Thưa ông, nếu mà có dịp để mà ông
ngồi lại tranh luận với lại những người của phía đối phương thì ông có đồng ý tranh luận một cách trực tiếp hay không thưa ông? Ngay cả trên chương trình Ghế Nóng của Phố Bô Sa TV hoặc là bất cứ một chương trình nào khác, ông có đồng ý tranh luận hay không ạ? Tôi không phải luật sư. Tôi ngồi tôi thách đó, đó. Tôi trưng bằng chứng đó. Và Nguyễn Quốc Lân, coi như Vũ Hoàng Lân và bất cứ ai phỏng vấn, bởi vì tôi không muốn nói, bởi vì tôi là luật sư mà, luật sư bất đắc dĩ, tôi đâu có biết luật, biết đồ gì, cái trình độ học vấn của tôi thấp kém, hiểu chưa, tôi vô học mà, ông vua vô học làm sao mà nói chuyện. Thành thử các bạn, luôn luôn lúc nào tôi cũng có cái bằng chứng, luôn luôn lúc nào tôi cũng có cái, coi như tôi đưa cho các bạn cái bằng chứng, để cho các bạn thấy, và cứ muốn người nào, tôi thách đố, ông nào mà dám ngồi lên với tôi hỏi câu hỏi đi. Hỏi ông nói cái gì, tôi nói tại trả lời cho nghe. Chám không? Hả? Chám đâu? Lên đi. Tôi mời lên đó. Rồi. Xin cảm ơn ông rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Ông có muốn nói điều gì trước khi chúng ta kết thúc cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay không thưa ông? Vâng. Tôi muốn nói cho tôi nói được, thưa anh Vũ Hoàng Lan, cho tôi nói chỉ một đôi điều. Cái điều thứ nhất là... Cái điều thứ nhất là ông Thái Giám Tạ Đức Tý đi vào cái nhà Mobile Home, bảo là Hoàng Kiều sẽ đuổi tất cả cái người đi Mobile Home là bởi vì ông Trần Nhật Phong ở Mobile Home và ông Tạ Đức Tý trước khi mà ông mua cái căn nhà 800.000 trong 2 năm. Đó là tôi theo nghe thôi. Cái chuyện đó là khi mà ông đeo, ông nói tôi là corruption, tôi mới nói không, ông phải có cái bằng chứng cho đừng nói người ta là coi như tham nhũng. Thì ông nói là cái này political corruption. Nhưng mà tôi nghe xong phanh đây này, ông Tạ Đức Tý, coi như ông Thái Giám Tạ Đức Tý, ông làm cái việc gì đâu, cái lương ông bao nhiêu, 900 đồng một tháng, mà làm gì ông có tiền, và ông làm gì có tiền trong 2 năm mua cái căn nhà 800 nghìn, cái đó, những cái đó để nói sao. Nhưng mà tôi nói cho nghe, khi mà đi vào những cái căn nhà đó, ông nói với người ta là nói là Hoàng Kiều, là cái tên coi như là Cộng sản nằm vùng, rồi đồng thời Hoàng Kiều là cái ông tỷ phú mà sẽ đi mua hết, coi như là sẽ đuổi hết cái Mobile Home, đuổi hết, bởi vì ông sẽ đưa người Tàu vô đây để mua cái khu Mobile Home và đuổi Mobile Home hết đi. Tôi bảo đảm các bạn đó, nếu mà ai làm cái việc đó tôi sẽ đứng ra tôi chống. Các bạn, tự vì Tàu sao phải không? Các bạn thấy không? Thấy cái cách tôi đã giúp cho chưa? Là Mobile Home của người Việt Nam đây, ở Việt Nam đây, cái nhà đây nè, bây giờ cái nhà mới nè, cái nhà đây nè, cái nhà mới nè, cái nhà đây, cái nhà mới, rồi tôi coi từ từ. Đấy, trong cái này chỉ có ba cái thôi. Ok, rồi, thôi được rồi. Đó, chỉ có cái rồi. Bây giờ tôi hỏi các bạn nè, một vấn đề nữa. Tôi muốn các bạn biết, nếu mà tôi là cái người đã bỏ 15 triệu để mà cho cái từ thiện, để mà giúp đó giúp đây, để mà giúp cho các bạn, chẳng những là giúp 550 cái căn nhà của người Việt ở San Jose, để giúp ở Hilton 5 triệu đồng, ở San Jose 5 triệu đồng, ở đâu có cháy được là có Hoàng Kiều xây 5.000 căn nhà cho homeless ở Việt Nam, thì tôi mong rằng các bạn thương tôi chút, ít nhất là cũng biết được. Và bởi vì tôi cảm ơn Vũ Hoàng Lân mỗi lần nói, cũng như cái ông anh Dũng, ông nói về cái vấn đề mà từ thiện từ đồ, với là rất nhiều người nói, nhưng mà tôi không nói. Tôi nói thôi đừng có nói nữa, nhưng mình không nói thì có một số người, có số đồng bào, có số người họ không biết cái chuyện đó. Thành thử vì vậy, tôi mong muốn là các bạn đừng, tôi nói rồi, đừng có nghe những gì Cộng sản nói, hãy những gì Cộng sản làm, hãy những gì những người này, những thái giám này làm ở gì đó. Rồi bây giờ còn có một vấn đề nữa, cũng có tiếp thêm những cái nhà đi, các bạn thấy chưa, đó, trên nhà, trên cửa, cái nhà, cái trên nhà dưới á, đây nè, thấy chưa, là như vậy, đây mới cái nhà trên, nhà dưới, nhà trên, nhà dưới, nhà trên, nhà dưới, nhà trên, nhà dưới, các bạn rõ chưa, đó, rồi cái này cũng vậy, thấy cái nhà này chưa, bây giờ cái nhà này, thấy cái nhà này chưa, cái nhà này, thấy cái nhà này chưa, cái nhà, nếu mà tôi đã làm được cái này làm sao mà tôi có thể đuổi được các bạn, tôi mua được cái Mobile Home để mà tôi đuổi các bạn đi. Cho nên là cái tâm tôi, 5.000 căn nhà nha các bạn, nhớ nha. 5.000 này, coi này, cái này, cái trên, cái dưới, cái trên, cái dưới. Đây, cái nhà như vậy, bây giờ có cái nhà như vậy, cái nhà như vậy, cái nhà như vậy. Được không? Đó,
Coi cái nhà như vậy, cái nhà như vậy, cái nhà như vậy, nhà như vậy, nhà như vậy, nhà như vậy. Đây, 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 đây. Rồi, bây giờ đó, coi đây, nè. Đây, coi đây. Đây, đây. Tôi nói để coi đây với đây. Thì tôi nói với các bạn, bảo đảm với các bạn rằng đây là cái vấn đề. Chúng tôi sẽ không bao giờ, mà nhớ các bạn nhớ có cái bằng chứng nào ở dưới đó, tôi có một tất đất ở dưới Westminster không? Đừng có nghe những tin. Tôi là nói, hãy nhìn những cái hành động của tụi nó làm. Đó là một cái mà tôi mong muốn các bạn hiểu dùng cho tôi. Thương tôi và hiểu dùng cho tôi đó. Cái mục đích của tôi là tôi làm cho sạch sẽ cái cộng đồng. Cái Westminster để cho họ học một bài học. Đấy, bây giờ tôi nói cho các bạn ơi, khổ lắm. Nè, cái này là tội nghiệp đó. Cái một cái tổ chức là cái International Hope Center, có rất nhiều anh em, thì họ mới gửi cho tôi những cái này. Thì tôi cũng biết là họ chửi bới giữa nhau với tôi, lại các bạn hiểu chưa, tôi lại các bạn nó hỏi cán bộ Việt Cộng không bao giờ tin lũ Việt Kiều, buồn cười, chống Mỹ lại tốn hàng tỷ Mỹ Kim để đến Mỹ, bị Việt Cộng bỏ tù tị nạn, Việt Cộng lại ôm nhau về Việt Nam ăn chơi du lịch, là vua đẻo nhờ tuyên truyền. Khi chia đôi đất nước hàng ngàn cộng sản miền tập kết ra Bắc, theo Bác Hồ hứa hẹn vợ con đủ điều và ngày trở về thì có những cánh cán bộ tập kết đều đi vào Bắc. Anh có tội cũng chứ không, anh có tội thôi, mình cũng nói cái vấn đề nó có cái này. Nói anh có tội không? Tôi không có tội. Tôi đi du từ nhỏ, chính quyền miền Nam lập nên Tuyên Úy trong quân đội, mục đích là để cầu nguyện cho các quân nhân tử trận được tiêu thoát. Tôi chưa từng cầm súng bắn ai bao giờ. Tội của anh còn nặng hơn những tên cầm súng bắn chúng tôi. Vì sao? Bọn lính chúng nó biết chắc sau khi chết sẽ được anh cầu nguyện cho nó lên thiên đàng, nên chúng cắm đầu đánh chúng tôi chí mạng. Cả hội trường im lặng một ngày, người ta nghe được tiếng cười tiếng ruồi của vị linh mục chậm lại ngồi xuống, tên giảng viên cười đểu. Tôi nói cho các bạn, tôi lại các bạn, đừng có đánh đá nhau nữa, khổ lắm. Tôi đã trình bày cho các bạn rồi. Khi mà tôi đi chiếc thuyền, coi như chiếc tàu container từ Đà Nẵng di tản vô, thì cái người anh của tôi là đại úy thủy quân lục chiến, coi như tôi thấy tôi khổ lắm. Tôi đã có một cái chương trình khác rồi, tôi khóc, tôi nói các bạn nghe, thương tâm lắm, khổ lắm. Là bởi vì sao? Cả hàng trăm người bơi theo chiếc tàu vào cái tối ngày 29 sau khi chiếc tàu đi. Cái đó là lần chưa trong tương lai của Hoàng Lân sẽ phỏng vấn về những cái chuyện mà Hoàng Kiều làm. Đó, thì bây giờ tôi nói các bạn vì cái liều đó. Và tôi nói các bạn này, tôi không có những cái hình đó đây. Tôi xác nhận một lần nữa, ba tôi bị Việt Minh chặt đầu khi tôi 4 tuổi. Ông đại úy Ledbetter là cái người đã dìu dắt tôi vô cái lực lượng biệt kích của Mỹ. Ngay những ngày đầu, đã chết ở trận suối đá vào ngày 19 tháng 6 năm 1964, tìm không được cha. Và cái người anh em chú bác với tôi là Hoàng Tất Thành vẫn không được tìm ra. Và vì vậy tôi lại các bạn thương tôi, đừng có đấm đá nhau nữa, đừng có đi qua đi lại, đừng chửi bới nhau nữa. Tôi tin các bạn. Và khi các bạn mà muốn á, người nào chửi các bạn là Việt Cộng á, thì các bạn đi gặp tôi sẽ lo cho các bạn. Và mình cứ lấy cái đó mình thưa cái thành phố Washington. Rồi bây giờ còn cái câu gì? Thưa ông vừa mới nói rằng là ông kêu gọi mọi người đừng đánh đá nhau nữa, và trên màn hình vừa rồi thì cũng có cái câu đó là xin mọi người đừng đánh đá nhau nữa. Nhưng mà có người nói rằng là với cái việc mà ông đang bãi nhiệm các dân cử gốc Việt, cũng như là những cái lần ông lên xuất hiện trên các chương trình show truyền hình, thì với những cái lời lẽ rất là mạnh mẽ như vậy, đó cũng chính là một cái hình thức đánh đá. Thưa ông, thì ông sẽ nói gì? ông Lân, mình phải đánh đá cái đó mới sạch sẽ được chứ. Không có đánh đá thôi, bây giờ tôi biểu tôi đừng à. Bây giờ tôi biểu thôi, cho mấy ông làm thị trưởng lại à. Thế, ông hỏi cái câu hỏi gì kỳ cục vậy? Nhé chứ, thành thử mình phải nói cái vấn đề cho nó rõ ràng. Bây giờ tôi muốn, rất hay, là tôi muốn các bạn đánh đá. Tại sao mình phải đánh đá? Như tôi bị trục mũ cộng sản, cũng như anh ngồi đó Lân Đầu Trọc cũng bị trục mũ cộng sản, ai cũng có mũ cộng sản, ra cái nghị quyết 36 là mũ cộng sản, mà đứa nào lạng quạng là bụp bụp bụp
búa đến đầu. Cái đó là tôi tổng nói đó, mà muốn vấn đề tôi muốn làm cho cái này để hết các em đánh đá, để khỏi đánh đá với nhau. Mà sau này mà cái này mà tôi vẫn còn làm rồi mà các em cứ đánh đá với nhau thì thôi, Hoàng Kiều cũng xin chịu thua, xin từ thua và xin từ giá. Thì thôi bây giờ trước nha, bây giờ tôi xin cái này là cái chót, có đôi lời với các bạn. Như chúng tôi đã nói, cái vấn đề đánh đá bây giờ không còn là đánh đá. Tại sao tôi phải đánh đá? Tại sao tôi phải đánh đá với những cái loại người như vậy? Tại sao? Thì các bạn mong các bạn hiểu cho cái điều đó. Và như tôi đã lặp lại một lần rồi, chúng tôi có được đủ chữ ký để chúng tôi record. Nhưng mà không, bởi vì ngày 24 tháng 10, tháng 10 đúng rồi, chúng tôi ra tòa với ông Thái giám Trần Nhật Phong về cái vụ anti-slam. Rồi để tôi coi thử cái ngày ra tòa đó tôi thua hay tôi thắng. Rồi chừng đó tôi mới kết thúc cái chương trình này. Và khi chừng nào tôi kết thúc chương trình này, tôi thưa các bạn rồi, tôi đã nói và tôi sẽ lên coi cái châu vua lên ngôi. Tất nhiên là vua lễ đăng quang của vua đó, chỉ có một ông vua chống cộng duy nhất trên toàn thế giới của Việt Nam là vua chống cộng Lý Tống. Các ông vua khác đều bị tôi hạ bệ hết. Tôi xin lỗi các bạn như vậy. Và tôi muốn các bạn giúp giùm cho tôi cái điều ước muốn của tôi. Như tôi đã nói hồi nãy, bây giờ tôi đã có đủ 12.000 chữ ký rồi, nhưng mà tôi chưa đó. Tôi muốn các bạn giúp giùm tôi cho thêm 8.000 chữ ký nữa mỗi vị, để chúng tôi có đủ 20.000 chữ ký. Đó là 50% của cái số tổng số cử tri vi bầu. Tôi thành thật cảm ơn các bạn. Và các bạn nhớ rằng trong cái lịch sử, đây là một cái vết nhơ mà mình không bao giờ mình ngổ sạch được. Mình đã mất danh dự rất nhiều, mình đã khổ cực rất nhiều vì cái đám này, vì cái 3-1 và vì cái bài cứ nói một cách gõ búa trên đầu và ra cái nghị quyết 36. Cái đó là tội không tha, và tôi bảo đảm với các bạn cái chuyện đó, những người này sẽ đi ở tù nhiều hay ở tù ít, cái chuyện đó sẽ tính sao. Vâng, là anh còn cái câu hỏi gì nữa không? Xin cảm ơn Hoàng Kiều, đó là tất cả những câu hỏi đã có trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Formosa TV, chúng ta vừa mới nghe ông Hoàng Kiều trả lời một số câu hỏi của Formosa TV. Những câu hỏi này đã được gửi tới trước cho ông Hoàng Kiều theo như lời yêu cầu của ông để có thể chuẩn bị trước một cách cụ thể. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục nói chuyện, phỏng vấn với ông Hoàng Kiều trong những ngày tới liên quan tới cuộc bãi nhiệm này. Ông có điều gì thêm nữa thưa ông? Không, tôi thưa anh Lân là coi như là tôi đòi hỏi phải có cái đó. Bởi vì luật sư này không có bằng mà, thấy chưa? Luật sư này là chân khoa học mà, thành thử phải chuẩn bị trước bằng chứng, nghe chưa? Thành thử tôi muốn các bạn nào có hỏi, nói cho tôi, rồi tôi sửa soạn một cái này. Bởi vì tôi không có bằng. Yeah. Có ai giống như Hoàng Kiều không? Phải không? Vâng thưa ông, không sao cả, có câu hỏi không, trước không, hay không? Không, đừng nói. Không thành đừng vấn đề, miễn là cái nội dung là quan trọng. Đừng nói vậy. Đừng nói vậy. Hoàng Kiều, anh không đồng ý. Đừng nói vậy. Để cho chứng minh cho có rõ ràng. Chẳng hạn như mình nói khơi khơi đó, ông bà Rai nói cái này không nghe tiếng nói. Hay chẳng hạn nữa ông Trần Nhật Phong nói, ô tôi xù rồi, không có tiếng nói. Thành thử mình đưa ra cho họ. Rồi, ok. Và thành thử như vậy rất hay. Và tôi mong mỏi có cái cách gì, khi nào mà tìm được cái ông nào muốn đối thoại với Hoàng Kiều lên ghế nóng đó, bắt hai cái ghế nóng lên, tôi sẵn sàng ngồi cái ghế nóng. Và các bạn có câu hỏi gì, và tôi nhắc lại nè, tôi nhắc lại các bạn ơi, mình chuẩn bị làm một cái cuộc thưa kiện rất vĩ đại trong cái lịch sử của nước Mỹ, trong lịch sử chính trị của nước Mỹ. Thôi thành thật cảm ơn các bạn nha, cảm ơn Vũ Long Lăng nha. Rồi ok, bye bye. Vâng, xin cảm ơn ông và xin hẹn ông lại trong những lần tới, thưa ông.